Thế giới di động kinh doanh ở Indonesia. Thế giới di động dự kiến có cửa hàng đầu tiên tại Indonesia sau gần 5 năm mở rộng hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đây sẽ là thị trường thứ hai ở ngoài lãnh thổ Việt Nam mà Thế giới di động có sự hiện diện. Trước đó vào giữa năm 2017, doanh nghiệp này mở cửa hàng điện thoại đầu tiên tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia với tên gọi Big Phone. 3 năm sau khi đặt chân ra nước ngoài, chuỗi Big Phone được đổi tên thành Nutronics để kinh doanh điện thoại lẫn điện máy. Tính đến cuối 2021, Thế giới di động có khoảng 50 cửa hàng ở nước ngoài và thu được gần 500 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng doanh thu. Indonesia xuất hiện trong danh sách những thị trường tiềm năng của Thế giới di động khoảng 2 năm trở lại đây. Trước đó, công ty này dự tính sau Campuchia sẽ mở rộng hoạt động tại Lào và Myanmar do gần Việt Nam, về mặt địa lý và thị trường bán lẻ điện thoại, điện máy chưa phát triển. Tuy nhiên, kế hoạch này bị chững lại bởi dịch bệnh,